Hình thức nó quạt chìm mấy khu này chạy hết luôn. Người đi có một đàn nó quạt đuổi hết luôn. Giọng to kinh khủng cái này. Mọi người theo dõi này. Bụi này.
Nọ đấu rất là hay luôn, nhưng mà nó sập hụt đấy nhá, thành ra giờ rất là khôn. Chẳng biết bao nhiêu ngày ché này, hôm qua ché mình gắt hơn đây ạ. Điền lắm rồi đấy. Kẹp một mồi dưới này nữa. Rồi, điền đâu. Sát mồi vừa rồi đấu né né, hôm qua thì ché thôi rồi nha mọi người, mà rộng quá không quay được nó ché. Mọi sập hụt thì như rụng cả lông. Đánh được rồi. Mùi sục. Bao nhiêu chỗ, dèo bao nhiêu lầu, con này rất khôn. Nó bụi bùng
gần 2 tháng rồi này. Nhìn em nó này. Rồi, đẻ của mẹ. Quá ok. Nì đòn thật. Ok nhé. Em nó đây. Giọng to, người to. Mày đi xù hết lông rồi được ngày. Đơn chỉ có thể nhận bệnh lên. Nên trắng bị đánh trong thời gian dài bị ám ảnh với gợn, nó quay đầu rời đi luôn. Lúc viết đơn lên được, anh đã do dự. Anh không thể bỏ lại nên trắng được. Anh quyết định ở lại ở bên nên trắng. Khi anh đang sửa căn nhà gỗ bị lửa phá hủy, nên trắng đã quay về. Câu chuyện kết thúc ở đây. Động vật cũng có tình cảm như con người. Chỉ cần đối xử tốt với chúng sẽ theo bạn cả đời dù bạn rằng.